Không yêu. À, nhưng mà sao lớn không có lấy vật lấy vợ chứ đó? Không lấy. Không lấy vợ ở với ai? Ở với mẹ. Mẹ là phải nuôi mẹ. Sao mẹ già thế con đó? Em mẹ già có ở không? Nhưng mà mẹ già nhớ mà chăm sóc nhá. Hả? Mẹ có thương ba nữa. Có chứ. Thương ba mà mẹ. Mẹ không đồng ý theo ba. Thì phải nuôi bay thì nuôi bay thì ra người theo đó lấy lời với ba, thỉnh thoảng phải lên thăm chứ. Mẹ có thăm mẹ không? Thì mẹ thì vì mẹ là chồng. Từ Duy có lấy chồng không? Có lấy vợ không? Ngất xỉu. Hay là nếu mà không lấy vợ? Nhưng ngất xỉu với mẹ thôi. Nếu mà không lấy vợ thì vẫn ở với mẹ. Mà lấy vợ thì về ở với vợ. Hả? Tình hình ra? Tình hình không lấy. Tình hình không lấy thì phải chăm sóc mẹ nhá. À. Nhớ là mẹ già dạ, mà đang kiểu mệt mỏi đó. Này, nhưng mà mẹ là máy mà ốm nằm một chỗ phải bông đó. Trời ơi, nằm cái rồi chứ mất bông được à. Rồi phải tắm rửa với mẹ đó. Mình ẻ cả quần nó vẫn phải thay nè. Chị mình chị mất đi thôi. Mất chết chứ mà vừa mẹ toàn tôi đi cho mình thì đó. Tôi đi thì là việc của mẹ. Con là mẹ mà thì ai chui được? Mẹ. Ai nấu cơm cho ăn, bút chảo cho ăn được? Mẹ. Quá, ổn đấy mà làm được đấy. Ổn thì làm một chỗ thôi. Đó ba biết nấu đó. Đó là mẹ, đó là ba thì nó khỏe. Bữa sau ba ổn thì mà làm được. Mẹ ổn. Bữa sau bây giờ là ba nó khỏe, nó phải chăm không? Chứ ổn phải chăm gì chứ? Ổn phải chăm. Răng ba khỏe nhiều. Khỏe nhiều thì đến lúc ốm chứ. Không ốm. Thì trống cho ba đứa có ốm hả? Dạ. Giờ thì cũng trống cái mẹ lâu lâu ốm hả? Không. Hả? Không. Cái trống này đó. Trống mẹ da khỏe. Da khỏe à? Dạ. Da thì khỏe nhỉ. Thì khỏi phải chăm chứ. Nằm rồi chắc phải. Trời ơi, Duy nó lấy vợ à? Không, không bao giờ lấy. Vì là không lấy vợ. Này, vì là Duy đang ngồi dậy mẹ hẳn dốc cùng. Tại vì đang không lấy vợ. Ruột hẳn lôi, ruột ra như thế. Tại đang lấy vợ. Tại ngất răng. Nhưng mà lấy vợ, vợ thì nấu cơm cho mà ăn chứ. Mẹ nấu cơm thôi. Mẹ nấu á, nhưng mà sau cũng mới ra mẹ nấu cơm mà. Ra nó nấu đúng không? Ra được, chỉ nấu được ra lại ổn mà nó nấu. Tụi ta bảo ngon. Hả? Nè, anh Nhân ạ. Để cho mẹ cái này nấu.